Morning cả nhà nha. Bây giờ bên đây Houston là bắt đầu mùa thu, trời cũng bớt nóng rồi. Chuẩn bị sang mùa thu là nó chuyển sang mùa đông nhanh lắm. Nên bây giờ tranh thủ mấy cái đồ nào mình ăn cũng hết, mình đi cắt bớt. Đi cắt bớt như bữa nay cắt bạc hà vô cái ngâm ngâm giống như mình làm dưa vậy đó. Ngâm muối với đường cho nó chua, làm dưa cho nó chua lên. Xong cái để tới mùa đông cái mình ăn ăn xào, ăn gỏi hoặc là nấu canh chua gì cũng được. Nó cũng không có nhiều so với của người ta, nhưng mà thật ra là tại vì nhà mình ăn không hết thôi. Okay. Nè. Thấy vậy chứ cũng bự lắm mấy nha. Cái cây nó cũng bự lắm đó. Có cây này nó bự là mấy cây kia giống như nó bị che, nó nhỏ. Còn cây nữa bên bên gần bên chuồng gà nè, cây này gần bên chuồng gà nè. Tại thì không phải là muốn trồng tùm lum la vậy, mà tại vì hồi xưa là nó nằm ở chỗ khác, xong rồi cái mình bứng qua bên kia trồng, nhưng mà ở đây là tại vì xúc đất qua nên nó lọt, xúc đất qua cho nên nó lọt nè, nó lọt bên đây một cây. Không làm có tưới nên nhỏ cũng hơi bị nhỏ, nhưng mà một bẹ nấu được cả một nồi canh chua chứ không có giỡn đâu. Bây giờ đi cắt. Ở nhà mình mặc đồ tùm lum tùm la trên đồ. Đồ này đồ của mẹ gửi qua, đồ bên Việt Nam á. Mặc mát. Đáng lý ra mặc mũ nhưng mà tại vì mặc mát quá. Đi làm việc kia chứ cũng thoải mái. Làm vườn á cũng thoải mái. Thấy vậy chứ nó cũng bự lắm á. Một nhánh đó là cũng nấu được nồi canh chua đây nè. Ghê. Gì mà kêu réo cũng lên nó ghê vậy. Chờ xíu tôi coi. Để xíu cho ăn lá bạc hà cho múa rồi đi chơi. Mùa thu rồi, mấy cây bầu bí muốn từ những kia nó cũng xuống rồi. Có dây bầu thì nó mới có trái, nó có trái trễ quá. Ba bẹ. Rồi bây giờ qua cắt tiếp bên đây. Trời ơi mấy ông bay ghê quá, đừng có vui vui rồi cái chết tôi cái nha. Tôi không có chơi kiểu đó đâu đó. Wow, bên đây cái này nó đủ nước á. Tại bên đây cái mái nhà trời mưa cái nó đổ nước xuống. Nên chỗ này lúc nào nó cũng ứ nước. Trồng thích hợp trồng mấy cây nào mà chịu nước. Với lại ở dưới mình cũng lót cái nó kêu là cái gì đó, quên tính ăn quên lại cái gì là quên này. Nhưng mà giống như cái bọc dày á. Nó giữ nước lại vậy đó. Hốt yếu là tại vì ở Houston mình nắng nóng nên lót cái đó tưới nó đỡ có bị đi nước, nó đỡ trôi đi, đỡ bị tốn tiền nước. Wow. Trên nhà có nồi canh bí rồi, nhà ăn ít lắm, nấu nồi canh bí bé tẻo teo rồi, ăn 2 ngày.
Ở bên đây mùa đông chứ bạc hà, rau củ này kia nó cũng có bán đầy đủ hết á, tại vì họ trồng trong nhà kính á, trồng trong greenhouse, nhưng mà được có cái là mắc, mắc với lại cũng nhầm ở chợ nữa, cũng lâu lâu nhiều khi nó cũng thiếu hàng. Cái nào mình chữ được thì cứ chữ thôi. Đồ nhà thêm bẹ nữa đi nha, thêm bẹ nữa. Cái này nó ra lẻ lắm. Trời ơi, cộng mặt út. Mua ngoài chợ một cộng về nè cũng hết 3-4 đồng. Như là có khi nó bán 2.99 một thau, có khi nó bán 3-4 đồng một thau, tùy buổi chợ. Pao con làm gì vậy Pao? Bây giờ ôm cái lá này đi, đi qua cho gà ăn. Gà nó cái gì nó cũng ăn hết trơn á. Cho nó ăn càng nhiều rau, càng nhiều đồ ăn phong phú thì trứng nó càng ngon thôi. Đây, nhà ăn ít mà trồng thì cũng không có được tốt, trồng cũng không có được nhiều lắm như người ta đâu. Nhưng mà đều có cái trồng ít ít vậy đó mà ăn cũng đâu có hết đâu. Đó, một rổ này cũng nặng nha, một rổ này cũng bộn tiền á. Ây da, giờ đem vô tước ngâm. Rồi bây giờ mình đi hái rau má nha. Đây nè, chỉ cần một cây rau má thôi, về bỏ em chồng ở nhà thôi mà bây giờ nó nhảy lan ra khắp vườn luôn nè. Chỗ nào cũng có rau má quá chừng luôn. Mà mình làm biếng hái, tại vì hái nó cực lẳng mẳng với lại nhà ít ăn quá. Chỗ này là chỗ đánh rau, chỗ này cỏ nhiều nè. Rau má bao la luôn, tốt lắm. Mà mấy cái cây nào mà nó lên cao quá là mình nhổ dục không, mà chứ không có nhổ ăn làm biếng. Tại vì đợt đá lên cao quá, cái cọng của nó cũng có ăn được đâu. Gì đấy ba ông? Rồi mỏi mệt quá rồi, lựa rau từ mấy cái cọng cỏ ra, cỏ quá trời cỏ.
Như đây là xây chắc cũng một nồi ở một ca bự rồi nha. Mới đi cắt bạc hà với lại hái rau má xong. Bây giờ đi ra lượm trứng. Trứng không có đi lượm. Qua thấy nó có hai ba trứng gì đó. Đây. Bên ổ này được 1 2 3 4 5. Bên ổ này được 3. Là hồi hôm qua một ngày nó đẻ chắc khoảng chừng 5 6 trứng, bữa nào nhiều lắm á là 8 trứng. Mà trong khi tới 16 con gà mái đang đẻ lần đó, mà một ngày cao nhất chỉ có này không có. Một ngày cao nhất là chỉ có khoảng 8 trứng, 10 trứng là cao nhất, lần maximum luôn á. Mà tổng cộng là 16 con đẻ đó. Nó là đẻ không có sai lắm. Cái này là hôm qua, đẻ hôm qua xong rồi. Sáng nay, ấy da, cái gì vậy? Sáng nay á là chắc có đẻ thêm á. Tại nghe cục tác là biết nó có đẻ thêm rồi. Đây, ông chồng ổng mua cho cái rổ để đi lượm trứng dễ thương không? Ồ, có một trứng nóng là nó mới đẻ. Hai ba bốn năm sáu bảy tám, bên đây có hai trứng nóng, vậy là hôm qua là tổng cộng ba trứng, vậy là hôm qua đẻ có 5 trứng thôi. Đây đây là thành quả 1 ngày rưỡi của mình, là nguyên ngày hôm qua với lại bữa nay buổi sáng. Giờ này chắc khoảng 8 mấy 9 giờ, tới trưa chắc nó còn đẻ một tốp trưa nữa, thì không biết bao nhiêu con, nhưng mà buổi sáng đẻ được 3 trứng rồi đó. Giờ lụm vô đem thôi, để trứng ở ngoài đó nó đạp bể. Đây là thành quả. Ừ, cái này này. Lá dứa hái vô rửa sạch bỏ tủ lạnh, bỏ tủ đá mùa đông xài. Thành quả của mình ngày hôm nay đây, bạc hà đem vô nhà rồi. Bây giờ là 12 giờ trưa của ngày thứ năm, đi ra cho gà ăn. Tại sáng giờ làm biếng nằm nói chuyện với lại nhà bên Việt Nam. Đây, thành quả bữa nay 12 giờ trưa ra, đây bên đây 3, bên đây 4, là 7 trứng. Coi trong kia rồi, trong kia nó không có, trong ổ trong kia nó không có. Bây giờ gom vô nhà thôi. Xin chào cả nhà. Mấy hôm nay bận vì việc quá nên bỏ phế ngoài sau vườn. Rồi cái đám đậu que của mình á, bữa nay thấy trái đầy trơn. Mình gieo trễ tại vì mình nghĩ là không nghĩ mình đậu trồng đậu que chắc cũng không có trái đâu. Sau thấy nhà bạn á, họ trồng có trái đầy trơn, cái mới mua về trồng, thành ra trễ của người ta là ra trái rồi, thì của mình mới bắt đầu mua hạt về trồng nên giờ này nó mới có trái đây. Nó bị héo héo và chắc mấy bữa mà ốm, phải mấy bữa mà nắng gắt quá. Trái nè, thấy thương không? Giờ đi hái nó, có nhiều trái nó bị già rồi, phát hiện ra thì nó bị già rồi. Hôm nay rầy bận quá, bận bịu quá. Ây dạ, trái này được rồi nè. Hai vô để coi bữa nay đủ xào một một chả không. Trái này già đây, trái này già đây, già không ta? Có hộp rồi, già đây, già rồi thì để làm giống đi, đỡ phải mua giống. Sao mình vừa quay vừa làm á, nó không quen.
nhìn vô cái màn hình nó không có thấy được nhiều, nhìn ở ngoài thì mới thấy, nhìn vô màn hình không có thấy được nhiều, với lại không có control được, cái này nhỏ quá, không có control được cái tay của mình. Con mắt không có lanh lẹ, không phải lật nhỏ xuống vậy, đè nhỏ xuống vậy hả ha. Wow, đâu rồi, sao mày che mất rồi? Ồ, tại mình quay nó trái này được nè. Ồ, trái này giống già quá vậy, già này. Ok, giờ để quay hướng khác. Vậy đi, cho nó dễ. Nhìn vô cái phone nó không thấy gì chứ. Ờ, mấy trái này nó già. Già rồi. Dễ, già thì để làm giống. Ngon thì hái vô xào. Cái già để làm giống đi. Nhiều ghê nha. Vậy năm sau biết rồi, năm sau chồng đậu cho nhiều nhiều á. Lại đậu ông xã mình không chịu ăn. Bầu bí ông không chịu ăn. Bầu bí mướp rồi kia nấu ra mình ăn thấy mồ luôn vậy đó. Ông ăn có chút xíu à. Ông thích ăn đậu. Mũi trắng quá. Đi lấy chai thuốc xịt mũi. Sợ chai này nó bị hư cái vòi. Xịt cho nó bớt. Đem thôi ngồi hái cái đậu mà mũi nó cắn cũng chết luôn vậy đó. Rồi đây, được nhiêu đây đây. Sao tối thui vậy trời? Trời ơi. Như đây chắc cũng xào đủ dĩa rồi. Đủ ăn. Giờ thấy ngoài kia có trái gì vậy này? Trái đậu đũa. Hái bỏ vô chung luôn. Tính làm giống mà thôi. Tại bữa hổm cũng để trái làm giống chung với mấy trái bắp mà bị con chuột nó cắn à. Nè. Được hai trái đậu đũa. Mắc cười lắm, không có tay chồng, cái gì cũng thích chồng hết trơn á. Treo mà chồng không có gì ra gì hết trơn á. Kệ nó, nhưng mà cũng đủ ăn, tại nhà mình ăn rất là ít.
Dạ ăn ít dữ lắm, ông chồng mình nó ăn ít hơn mình luôn mà. Hai đứa nhỏ thì nhiều khi nó ăn đồ Mỹ á, nên nó ăn pha đồ Việt Nam đồ Mỹ nhưng mà nó không ăn hoàn toàn đồ Việt Nam, nên thành thử ra nấu đồ Việt Nam mình ăn nó cũng không có hao lắm. Trời ơi, nó tưởng tôi cho nó ăn đổ đầy bắp này kia ăn đi, cái tối ngày chờ đồ ăn trong nhà không à, tại đồ ăn trong nhà nó ngon. Ê dạ, đồ ăn thừa đồ kia của trong nhà mình á nó ngon hơn nên nó thích. Hoa đậu biếc quá trời luôn nữa, không có hái nữa, để cho nó thành trái. Bữa hái được mấy trái rồi để dành làm giống cho. Trời ơi, bữa nay cây ớt thì thường quá, bón phần gà cài dữ lắm luôn, rắc bớt lá, lặt bớt lá, người ta chỉ lặt bớt lá thì nó mới có bông nhiều, cay lắm. Còn cái cây này nè, lúc mới mua về á, là trái đơm đặc luôn, người ta trồng sao người ta bỏ phân chứ, trái dữ dằn lắm. Nhưng mà điều có cái là nó không cay xí mấy xanh như thế này, này cay đã dữ sợ luôn, này bón phân gà. Giờ mình ra chậu lớn rồi, dưỡng nó lại, tại vì sợ nó còn phân của cái kia nên không dám bỏ phân gà vô, sợ nó làm phân. Nó chờ vài bữa nữa cho nó, nghĩ chắc nó cũng ngoai rồi, bỏ thêm phân gà vô cho nó phát. Nó bị còi còi vậy nè, nó hết cái đợt trái của phân đó rồi nè. Cái bông điên điển không trời không có hái bông, để cho nó ra hoạt nè, nó khô nè. Để hái lấy hạt để cho nhân giống ra cho bà con rồi này kia, mấy người bạn vòng mấy người bạn trên Facebook của mình á. Cái này là giống Việt Nam á, còn chứ không phải là giống điên điển Thái. Mấy giống điên điển mà mấy chị trồng ở bên đây á là bông lớn hơn, chùm cũng sai hơn nữa, mà cây to như cây sao đũa vậy đó. Mình có hai cây mà nó chưa có bông, bữa hổm bận quá không có tưới á, cái nó bị khô hết hồn, tưới nó tỉnh lại. Mấy cái này khô rồi, để lát cắt vô nè, trái mướp để làm giống á. Chợ tội nghiệp dây sâm của tôi quá, cái dây khoai tím nó bò lên nó chen nè, chắc lát hái lá sâm với lại cắt cái dây khoai tím bỏ, không tại cái dàn mướp nó xuống rồi nên cũng bỏ phế nó kệ nó. Thật ra nhà không ăn hết, xong rồi cứ đem cho không à. Ông chồng, quan trọng là ông chồng ông không ăn, ông ít ăn lắm, nấu nồi canh mướp bỏ giống kia kìa, ông ít ăn lắm. Ông ăn ít sụi à, ông ăn ít thân mình nữa mà. Ây da, và như đây chắc đủ xào một dĩa đây, chiều xào cho ông chồng này. Cây bạc hà thứ tư tốt dễ sợ, hôm rồi không có tưới nước, nhờ đám mưa hôm qua hôm kia nguyên tuần rồi, bận biểu nhức đầu quá, nhiều việc quá. 26 rồi. Ok, một tuần là được 3 dozen hơn. Cái này là cái lẻ, nó chưa đủ dozen nên mình không muốn bỏ vô bán chung. Đợi cho đủ xong rồi cắt ngắt nó qua, bỏ qua tuần sau. Thì mỗi một dozen nó là 5 đồng, 3 dozen nó là 15 đồng. Từng lẻ bán được nhiêu đó thôi đó. Mà tiền thóc với lại tiền bắp, tiền đồ ăn của mình tính ra một tháng tới 150 lận. Mà một tuần là mình bán được 15 đồng, 4 tuần là nhiêu? 4 tuần là 60, tiền đồ ăn 150.
Nhưng mà tại vì quan trọng chủ yếu là mình có trứng mình ăn. Nè mấy cái lẻ lẻ dư dư ra nè, mấy cái lẻ lẻ này là nhà ăn đó. Xong rồi dư ra mới bán cho vui vậy mà. Rồi vậy ha. Chào tạm biệt mọi người nha. Bye.